Đây là cái khu Thủ Đức là chuyên môn bán các loại xe cơ giới, máy xúc, máy kéo, cu be đó, quá trời luôn. Thì toàn là dân miền Tây đi lên đây là mua cu be để về sử dụng rồi. Đây đầy đủ các loại xe cơ giới hết, cỡ nào cũng có hết, từ xe cơ giới, xe đầu kéo, đây là nguyên bãi xe đầu kéo và xe mới không, quá trời luôn. Cái đường ngoài thành phố Thủ Đức này nó cũng rất là đẹp ha. Đây là mình tới phận địa phận của Đồng Nai rồi. Đây là cái đường né quốc lộ cho xe đỡ kẹt xe. Cái nơi rồi các bạn ơi, rồi gắn bánh xe vô luôn đi. Để gắn bánh xe vô cho nãy để bánh xe nữa nó dài quá không có đậy nắp cửa lại được. Hồi nãy ở đẳng cái đám tang mà tôi nói lộn cái đám cưới. Đây tới nhà của ông anh mình ở đây rồi nha. Đó, ở ngay Biên Hòa. Ở đây là cảng bơm chứ. Cảng bơm. Cảng bơm Đồng Nai đã có một cái lò chân dài cao 1m75 của xưởng lò Thanh Cao đã có mặt tại đây. Đó, đây là một cái lò mà gọi là dài nhất, cao nhất, 5 tấc đôi A-ray. Đó, ông anh đang phụ vô để bỏ chiếc xe vô. Đó, không không, vậy là đem vô đó. Hình như cái Miro có phía sau ha, để ngoài ta. Cái hộp Miro á. Ờ đúng rồi. Này chắc hiên vô quá chứ cát giờ đẩy vô đẩy không được đâu. Cái lò cao lắm nha các bạn, còn bật lên nữa nha, cao tới 1m75. Đã chưa? Khiên đi. Nổi không? Không nổi thì nằm xuống mới khiêng mới dễ. Đó. Không nổi thì bỏ ra một thằng giác, một thằng đẩy. Đó, tới nhà là nghe các bạn. Rồi, kéo vô, đẩy vô trong luôn. Đó. Rồi về là mướn nhiêu tháng? 1,2 triệu. 1,2 triệu, 1,2 triệu nhiêu đây hả? Dạ. Cũng được không? Tại vì em vừa ở bên kia nó chặt quá. Đưa em này về vậy, giờ qua đây. Thôi, giờ qua đây cho rộng ha. Rộng hát thoải mái, nhiều cái nhà này là hát này là chịu nổi đâu, đánh tưng bừng luôn á. Dạ. Tết đẩy ra ngoài trống hát. Em chuẩn bị con này để làm sinh nhật cho con ăn mà. Vậy là mua cái lo là chuẩn bị làm sinh nhật cho con. Dạ. Ủa rồi quê mình đây luôn hả? Đâu? Em quê Long An, em Đức Hòa. Đức Hòa hả? Dạ. Xã nào? Em An Ninh Đông. An Ninh Đông hả? Dạ. Nó gần Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ vậy không? Dạ, đi qua Hậu Nghĩa. Đường đi qua Hậu Nghĩa biết rồi. Lên đây làm lâu chưa? Em 3 năm rồi. Làm công ty hay làm cho mấy... Sửa mộc, sửa mộc ha, công ty ở đây sửa mộc nhiều mà. Dạ, em làm cái dán ép. Dán ép là cũng bình gỗ. Rồi đó, đâu bật cái lo lên coi coi. Ở sau á, mở chốt ra bật nó lên. Đây là để khách mình có coi kênh YouTube của mình, cái lo nó bật làm sao á, để khách mình tự bật luôn bên kia nữa. Chứ cái lo này chắc cao hơn anh rồi đó. Dạ. Đó, không, quá cao luôn không? Đó, quá dữ luôn. Lò này là ở ngoài đây là chưa có đâu, phải không? Này mới mà. Mới, sản phẩm mới. Có dây giờ có dây không? Thiếu dây. Ở sau lưng có anh có con dây sau lưng, ở chưa sau lỗ dưới. Bên dưới à? Không. Không luôn à. Để chắc để bên để lấy ra.
sức hết tình này ta xa đầu tiên thì sau xuân đỡ tình nhau xa hết cho người xa lớn mắt mọi người cho sống con đời không ngày đó gió bay về trời ngày qua sẽ rơi về cội con ta luôn nào cho ta mình đã giao xong cái lo cho ông anh ở cảng bơm Đồng Nai nha các bạn. Đây là một cái lo kéo cao cấp, nó cao tới 1m75. Đó, cao tới 1m75 lận thì cho ra âm thanh rất hay, mà cái phòng của ảnh nhỏ quá, đầy đánh chắc rớt ba phòng luôn á. Nhỏ quá, nhỏ quá. Đó. Thì cái lo kéo là công sức rất là lớn. Đó, mình giao cho mấy ông anh ở đây. À, đây sớm làng có ở đây có mấy người thôi. À, giờ mình xong mình sẽ đi giao tiếp nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộ sản phẩm của xưởng lo Thanh Cao. Thì do giấc trưa thì anh hát thử con bài với chưa có đủ đô ha. Phải có vài ba sĩ rồi ba lon vô nó hát nó mạnh chút không? Giấc trưa thì hát chưa có nhiều. Để có dịp nào thì mình nói ông anh hát để quay dần cho các bạn xem nữa. Giọng ca của siêu lách hay gì? Đúng. Siêu lách. Rồi, cảm ơn anh. Rồi lên lên thuốc làm gì nữa?